3 tỉnh phát hiện ca dương tính với COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội, đến trưa ngày 1 tháng 10, 3 tỉnh thông báo phát hiện ca dương tính COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cụ thể, 3 tỉnh bao gồm Hà Tĩnh, một người đưa bố đến khám tại tầng 8 nhà D, Nam Định, 3 ca liên quan đến người nhà đi chăm sóc bố tại tầng 7 nhà D, và Hưng Yên, một ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng 8 nhà D đã ra viện. Các dương tính được ghi nhận trước đó ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là người nhà đến chăm sóc bệnh nhân tại khoa ung biếu, tầng 8, nhà D. 1.443 mẫu của người nhà, nhân viên tòa nhà D đều có kết quả âm tính. CDC Hà Nội tiếp tục khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15 tháng 9 đến 30 tháng 9 cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch COVID-19. Trưa ngày 1 tháng 10, CDC Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly từ trước. Từ trưa 30 tháng 9 đến thời điểm này, Hà Nội phát hiện thêm 7 ca dương tính trong cộng đồng. Trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận thêm 3.981 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.608.